vị, trong những năm qua, bằng nhiều giải pháp tổng hợp trọng tâm, Đà Nẵng đã nỗ lực đưa các di sản đến gần hơn với người dân thành phố, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Phóng sự được thực hiện nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Vừa qua, tại Ngày hội Di sản Văn hóa Đà Nẵng 2021, do Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức, người dân thành phố đã được lắng nghe và trải nghiệm chân thực về các di sản văn hóa Việt Nam và thành phố Đà Nẵng. Trong đó, với việc ra mắt chương trình giáo dục trải nghiệm theo hình thức tour tham quan, dạo bước sông Hàn, những người tham gia đã được nghe về nguồn gốc, giai đoạn hình thành và phát triển của các di sản Đà Nẵng, thông qua hành trình khám phá Bảo tàng Đà Nẵng và các di sản khu vực phụ cận do nhân viên bảo tàng làm hướng dẫn viên, với 5 điểm dừng chân, trong đó nhiều bạn trẻ rất ấn tượng với di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Tham gia tour bước sông Hàn của Bảo tàng Đà Nẵng trước hôm nay thì mình rất là vui khi mà có nhiều cái thông tin về lịch sử văn hóa của thành phố mà mình chưa biết, thì hôm nay mình có biết thêm về những cái nét văn hóa của thành phố. Thì khi em tham gia cái chương trình này và tham gia cái chuyến đi bộ này thì thật sự là em được anh Chuyển giới thiệu cho rất nhiều là cái kiến thức hay. Với lại ví dụ như là cái kiến thức về Thành Điện Hải đồ này kia, thì lúc trước là em vừa mới lúc vào thì em cảm thấy là rất là tò mò về cái Thành Điện Hải. Thì lúc nghe anh Chuyển nói thì em thật sự rất là cuốn hút, với lại là bổ ích cho cái ngành học của em ạ. Và em mong muốn những cái tour như này có thể sau này có thể là phát triển và nhiều hơn nữa. Bảo tàng Đà Nẵng cho biết trong nhiều năm qua đã thực hiện song song hai công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Về công tác bảo tồn thì Bảo tàng Điền Giả khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ công nhận các hệ thống di tích và di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, nước mắm Nam Ô, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam, di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại. Còn công tác phát huy các giá trị di sản được bảo tàng chú trọng thông qua việc tuyên truyền bằng các hình thức sinh động cho cộng đồng. Còn về công tác phát huy, chúng tôi tổ chức nhiều chương trình để cho công chúng biết đến và trải nghiệm nhiều hơn, chẳng hạn như chương trình nghệ nhân trao truyền này là một ví dụ, hoặc là những cái cuộc thi tìm hiểu, những cái hội thi hùng biện thuyết trình, rồi những các triển lãm. Như vậy thì qua đó, thông qua đó công chúng sẽ được tiếp cận với di sản một cách trực quan, sinh động và cũng nâng cao hiểu biết của mình, và cũng cùng với chúng tôi để mà lan truyền những giá trị di sản văn hóa đó. Hiện thành phố có đa dạng các di tích, trong đó hai di tích cấp quốc gia đặc biệt là Thành Điện Hải và danh thắng Ngũ Hành Sơn, 17 di tích cấp quốc gia và 63 di tích cấp thành phố. Có 6 bảo vật quốc gia được chính phủ công nhận và 6 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng. Thời gian qua, Đà Nẵng đưa công tác quản lý di sản vào nền nếp. Hàng kỳ, cứ 5 năm một lần thì thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành một cái đề án phát triển bảo tồn và phát triển di tích của cái thời kỳ đó. Và gần đây nhất đầu năm nay thì thành phố cũng đã ban hành một cái đề án bảo tồn phát huy những trong giai đoạn 2021-2025, và đó là những nền tảng quan trọng để chúng tôi tổ chức thực hiện, cũng như là cơ sở để cho các cơ quan liên quan, các địa phương và người dân cùng phối hợp triển khai thực hiện. Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, dễ gần để nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của người dân, nhất là các bạn trẻ về giá trị di sản, qua đó chung tay đóng góp cùng thành phố quản lý và bảo vệ bền vững di sản cho các thế hệ sau.